Chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được cái mạch 5S nè. Mạch 5S này nó có cân bằng chủ động nha, nó xài cái vỏ mà led ở trước á. Đó. Thì cái này nó có con điện trở nè, điện trở này xài cho thiết bị ba chân được nè. Đây là cái hệ thống cân bằng chủ động của nó nè, nó nhỏ thôi chứ không lớn. Đây. Đây là năm con điện trở, 1 2 3 4 5 5 con chanh đi to đây, 5 con 10 con điện trở, 5 con tụ này, thấy không? Đó. Rồi đây cái IC sạc nè, 3 phát lớn cho anh em luôn nha. Đó, có còn cảm biến nhiệt luôn. Đó, thì cái mạch này em bán lẻ là 50k đó, anh em lấy từ 10 mạch trở lên thì liên hệ em báo giá tốt cho nha. Đó, thì đồng thời cũng có cái vỏ 5S2B này chống sốc. Này chống bờ này nó không có bể đâu. Cái loại này xài là vô tư luôn, rất cao, cái rau cũng không bể nữa. Nó có mạch luôn, có mạch vàng cho anh em luôn nha. Mạch này mạch vàng, mạch vàng 4 phép cho anh em luôn nha, led bên hông. Đó, combo đầy đủ, đầy đủ nè, tem rồi ốc rồi kẽm rồi lò xo, nói chung không thiếu gì chứ. Mình mua về là gắn pin cho mình gáp à, không thiếu gì hết. Cái vỏ bầu vỏ này là 5S2B này nó 70k nha, 1B là 60k, còn 3B gì nè, 3B cũng tương tự vậy đó, là 90k. Anh em lấy số lượng 10 trở lên thì liên hệ với em báo giá tốt cho. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.